Ok, hello tất cả các bạn nha. Và chào mừng các bạn quay trở lại với channel Gaslight của mình. Thì chúng ta chiến tiếp tục bán game ARK Extension của mình nha các bạn. Vừa mới về tới luôn á. Tranh thủ mình làm ít nhất là 2 tập cho các bạn xem á. Hy vọng là các bạn tiếp tục ủng hộ series ARK của mình. Giờ này là 3 giờ mấy rồi, nhưng mà mình sẽ tranh thủ quay ít nhất 2 tập á. Mỗi tập 1 tiếng đi cho các bạn xem cho đã. Các bạn nhớ kéo xuống cái like, cái sub giúp mình nha. Thì trong cái tập trước mình đã bắt được thêm một cái con Terry các bạn. Cái con này nè, cái con chim biến dị Terry nè. Đừng xem thường nó nha. Con này là nếu mà ở mức bình thường á, nó có thể là chấp một con gửi T-Rex nha các bạn. Nếu mà chấp hai con thì nó quánh không lại, nhưng mà mình nghĩ là chấp một con gửi á là nói chung là được. Căng được hết á. Để mình test dam cho các bạn xem. Tại vì mình không hiểu sao ở trong cái bản game này nè, cái con Terry này nó được búp đam hay sao á, nó quánh đam rất là cao. Vì thế mình mới mạo muội là nói là cái con này có thể là chấp một con gửi T-Rex nha các bạn. Đây để mình tán thử cho các bạn xem nha. Cũng có thể là do cái con Terry này mình bắt cái cấp độ nó cao á. Nè cái lượng đam của nó là 1k4 đúng không? 1k4%. Đó, 1k4% mà tán vô đã 700 mấy rồi. Các bạn thấy chưa? Còn để coi cái con T-Rex ơi. Cái con T-Rex này mình vừa mới đổi tên lại nha các bạn. Đổi lên thành đại siêu mẫu nha. Đó các bạn thấy không? Nó cắn có 741 à. Mà cái cấp độ của nó nè. Đi con ơi. Cấp độ của nó là 220 á, cái đam của nó nè. Là 1.200%, nhưng mà đam cắn được cũng có 700 mấy 800 mà, nhưng mà nó đi rất là chậm nha bạn. T-Rex thì nó đi chậm, ở trong cái bản game này mình thấy T-Rex nó không được mạnh lắm so với con Terry, cảm giác là không, nó không bằng đó. T-Rex đại siêu mẫu nha. Rồi bỏ đây đi, xì top đi. Rồi ok, một lát nữa mình sẽ dẫn cái con Terry này để đi farm nha các bạn. Đi farm. Nhưng mà hồi nãy mình có lên trên cái trang ARK Wiki á để tìm cái giải pháp chiến tiếp tục cái bản game của mình, để làm cái cách nào cho chúng ta nhanh chóng mạnh lên á, nhưng mà giải phóng được cái series này á. Thì mình đã có được 2-3 cái giải pháp nha các bạn. Thì cái giải pháp đầu tiên á, để mà đem mấy cái con thú về á, kiểu mà mình bắt được cái con Velon á mà bắt ở bên khu sa mạc, các bạn không có thể nào dẫn bộ nó về được. Thì có một cái giải pháp á, là chúng ta phải chế cái được cái quả cầu thu thú này. Cái quả cầu này nè, cái quả cầu MT này nè, đây là cái quả cầu thu thú á. Thì cái quả cầu này nó chế trong cái bàn test replicator, rồi cái supply gì đó, supply grass gì đó, rồi cái chi bill đó các bạn. Nói chung là cái quả cầu thu thú này chúng ta có thể là chế được, hoặc là có thể là chúng ta nhặt được từ cái nhiệm vụ bảo vệ cái thính đó các bạn, cái chủ thính đó. Chúng ta bảo vệ cái nhiệm vụ chủ thính đó thì chúng ta có thể là nhặt được cái quả cầu đó. Còn cái giải pháp thứ hai là các bạn đi bắt mấy cái con Wetzel á, thì nó có khả năng là chở mấy cái con khủng long về á. Thì đó là hai giải pháp á. Tuy nhiên cái giải pháp đầu tiên á nó cũng hơi căng lắm, là các bạn muốn chế cái quả cầu này nè, chế cái quả cầu này nè, thì các bạn phải có được cái bàn test, cái bàn test replicator á, là cái bàn này nè. Cái bàn này mình chưa unlock được. Cái bàn này mà để mà unlock được á, là các bạn phải tiêu diệt cái con boss Desert, cái con cá đuối á, Desert Titan á, phải tiêu diệt được nó. Cũng căng lắm. Tiêu diệt được mới unlock được cái bàn đó. Thì từ cái bàn đó chúng ta mới chế được mấy cái quả cầu thu thú á, mới đem mấy con thú xa về được. Đúng không? Các bạn thấy căng chưa? Nhưng mà mình đã có được cái giải pháp á. Bây giờ thì chúng ta thực hiện thôi. Rồi để coi coi. Mình sẽ chế ra cái bàn này nè. Chế ra cái bàn này để mà chúng ta chế mấy cái Cementing Bay đồ cho nó dễ. Rồi Spark Powder đồ cho nó dễ. Rồi còn thiếu Metal Ingot với Polymer nha các bạn. Nếu mà cố gắng mình đi farm mấy cái metal á cho nó nhiều nhiều lên,
để mà chúng ta xây được cái này nè. Mình mà có được cái lò này là nấu metal là phê luôn á, bao sướng luôn. Rồi, còn thiếu polymer à. Polymer đó thì ở trong cái bàn này có mấy cái polymer tự nhiên nè. Đó, ui mình được 1000 mấy polymer luôn nha các bạn. Rồi, xong phân. Rồi, chúng ta chế được cái bàn này. Đó, ở đây thì có thể là chế súng được rồi nha các bạn. Đây, để mình test súng thử coi. Ton với mà chi tên. Rồi stone nè. Rồi chúng ta để chi tên qua nữa là sẽ có được cementing bay rất là nhiều. Như vậy là giải quyết được bài toán cementing bay nha. Rồi mình chuyển hết mấy cái đồ này qua bên đây luôn nha các bạn. Tại vì có cái bàn đó rồi thì chúng ta không có cần mấy cái cối nữa luôn. Mấy cái cối này bây giờ là không cần thiết nữa. Đó, bị bỏ luôn. Đập đổ chén cơm luôn các bạn, không cần. Cái này ta gọi là có chăn quên đèn á. Nhưng mình nghĩ là chắc cũng không cần đâu. Đó các bạn thấy không, mỗi lần rát là được 6 miếng á. Nói chung cũng nhanh. Rồi từ cái chỗ này nè, các bạn rát thuốc súng đồ nó cũng nhanh đó. Rồi mấy cái dầu thì bỏ vô trong cái cối này. À, bỏ trong cái lò bắt quái này ha, để cho nó nấu ra xăng. Rồi chúng ta có đạn nè, có súng nè. Đấy các bạn thấy không, series tự gen hết nha. Mình tự gen hoàn toàn hết luôn á. À quên nữa cho các bạn xem nè, con chim non của mình nó đã lớn nha các bạn. Nè con chim non của mình nó lớn rồi, nhưng mà có cái đây nè, cái tốc độ speed nè nó không có được tăng lên 20% giống như bên Genesis á, nó không có được tăng lên. Ở bên đây giống như là nó giới hạn tốc độ bay á. Cái con chim này mà được tăng thêm 20% nữa nó mới xịn, nhưng mà kệ để ha, chấp nhận luôn. Mình sẽ luyện cái con chim non này của mình á. À, lên tao biết. Ta cần fiber. Yeah. Với chitin. Đấy. Lọc. Thì vậy là còn thiếu đá rất là nhiều nha các bạn. Đá là khá là quan trọng đó. Đá ít quá. Rồi mình đem mấy cái này theo để có gì mình đi vô trong hang luôn á, coi cái trụ nào có thể là chế được mấy cái quả cầu thu thú empty polymer metal ingot crystal polymer. Đó, lúc nào mình cũng sẽ đem metal ingot theo. Đem theo một ít đi, lỡ gặp mấy cái trụ đó mình chế thì ngon. Crystal. Rồi thiếu một ít thôi nữa. Rồi bao nhiêu thôi, mình đem dự phòng thôi á. Gặp mấy chủ đó chế được thì ngon, còn không gặp thì thôi.
Rồi đem theo cái bẫy nữa. Rồi đem theo bộ giáp dự phòng đi nha bạn, đi luyện cho con chim non. Rồi nếu mà chúng ta mà có gặp được cái con quét giò á thì mình sẽ bắt quét giò luôn, tại vì bắt quét giò có gì chở mấy con thú mình về á. Bây giờ mình sẽ đi thẳng qua bên khu sa mạc một chuyến luôn nha, tại vì thú đam bây giờ mình cũng có rồi. Tính đi luyện cái con gì nè, cái con chim biến dị của mình á, mình nghĩ chắc thôi luôn. Các bạn xem coi con Harry nó quánh nè. Đó, 700 mấy các bạn thấy chưa? Ra ngoài là nó căng được con T-Rex cấp độ 140 mấy á, 145 là căng được luôn cái con Harry của mình á. Đi thôi. À, các bạn thấy con chim non không? Con chim non mới chào đời thôi, mới lớn thôi, chưa tăng một miếng đam nào hết đâu trơn á. Mà đã quánh rồi. Quánh 200 mấy rồi. 200 mấy là cũng mạnh so với cái thế hệ trước đó mình bắt nha bạn. Tăng khoảng chừng 2000 đam thôi là con chim mình nó cũng xịn lắm rồi. Nhưng mà cái này mình rất là thích cái con chim của mình. Tại vì cái con chim này nó có được cái nội tại tăng máu các bạn. Đó, có cái phần nhiệm vụ mấy cái thính đó các bạn thấy chưa? Mấy cái thính đó, nó nè, nó xuất hiện ở đây nè. Đó, các bạn bảo vệ cái trụ thính đó, đó là sẽ được mấy cái phần quà, có thể là có được cái cục thu thú luôn á. Nhưng mà sẽ rất là khó nha các bạn. Đó. Đó, vậy là nó kích hoạt đó. Rồi bây giờ mà các bạn mà bảo vệ được cái cục này á thì nó sẽ cho quà, nó phúng ra quà rất là nhiều. Rồi để coi có nên không ta. Không, mình có linh cảm bất ổn quá các bạn. Hình như là thường cái phần này á là phải phải có từ giá 2-3 người các bạn. Người thú phải mạnh mới bảo vệ được, tại vì nó hay xuất hiện mấy con rồng lắm. Nó mà xuất hiện mấy con rồng là coi như tai biến liền. Sao chưa xuất hiện nữa ta? Không biết mình bay ra được không anh? À, mình bay ra ngoài vẫn được. Sao đây, chủ thính này sao đây?
Rồi đó 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 đó, máy ảnh xuất hiện rồi đó các bạn. Rồi hình như nó tự động nó hủy luôn hay sao rồi các bạn ơi. Hình như phải có cái dòng bảo vệ mới được hay sao các bạn ơi. Kìa nó đang đầy đầy lên cái gì kìa. À mình quánh vô thì nó cũng bị mất máu các bạn ơi, phải. Để gắng cố gắng bảo vệ hết thử. Quay 1/5 rồi nè. Còn 15 con nữa. Đây 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 đây, đúng rồi các bạn hiểu rồi. Mình đã hiểu cái quy luật của cái thính đó rồi. Mình nên cái con chim non của mình thôi mà các bạn thấy không? Căng hết luôn á. Đó. Đó còn chín con đó các bạn thấy chưa? Quay 1/5 là quay này là quay đầu tiên. Là chặt đầu tiên mình bảo vệ đó. Cắn nó nữa, cắn thao nè. Cắn thao. Rồi tới quay 2 nè các bạn. À, hiểu. Như vậy là sau khi mà các bạn bảo vệ thành công rồi á thì nó sẽ cho các bạn quà ha, phần thưởng. Nhưng mình nghĩ chắc lụm kẹo mấy dáng sao quá. Bỏ bớt mấy cái thịt nè. Sợ nhất là mấy cái quay sau nó xuất hiện gồng nữa các bạn. Hơi ngán. Biết gì đem cái con Harry ra được các bạn. À, biết gì mình đem cái con Harry mình ra được ta. Được các bạn ơi, đem con Harry ra ha. Mấy cái quay này mình cũng cảm giác nó yếu gì đâu mạnh đâu. Thôi mà thôi đi. Cái con Harry nó không có cái chiêu tăng máu á. Lỡ mấy cái quay sau nó xuất hiện mấy cái con T-Rex rồi chết luôn à. Hai con nữa. Còn hai con nữa các bạn ơi. Cố gắng bảo vệ luôn nè. Nghĩ chắc mình làm được. Ta còn hai con nữa sao nó không xuất hiện trời.
Đây đây, hình như nó bị kẹt cái này nè các bạn ơi. Kỳ vậy ta, còn một con nữa. Mình ghét làm cái nhiệm vụ này ghê luôn á, còn một con nó bị đi thất lạc ở đâu các bạn. Con nữa mày bị kẹt ở đâu vậy? Và mình làm gáy và mình làm cấp một con. Rồi, à thì đây là giết cái con T-Rex đó đó các bạn ơi. Ôi mẹ ơi, nó xuất hiện Gigan luôn kìa. Ôi vãi cả nồi, nó xuất hiện Gigan luôn các bạn. Cám thật sự. Gigan sao mình chịu nói. Ui là trời, nó xuất hiện tới con Gigan ra luôn nữa các bạn. Ba mươi lăm ngàn. Chơi mình lên luôn đi. Nó mà chạy lại đây nó cắn cái trụ này thôi mình nghĩ luôn. Hai con nữa. Còn hai con nữa các bạn ơi. Rồi đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Hay quá. Còn một con. Ủa con đó không phải. À đây nào. Ui vẫn còn một con. Hay là nó tính con Gigan đó. Trời con Gigan này sao quánh nổi. Không hiểu luôn các bạn. Ui là trời. Game này giống như chơi mình nữa các bạn. À không, còn con dưới này nè. Mày không. Rồi ok ok ok. Quay 4/5. Không phải con Gigan đó nha các bạn. Để đưa con Gigan đó nghỉ luôn, nghỉ của em luôn. Rồi quay cuối các bạn ơi, công trình của mình nãy giờ
16 con nữa. Hy vọng là không phải anh Giga nha, bay né né nó ra nha các bạn. Nó khùng khùng, nó chạy lên đây là tai biến liền đó. Một con nữa à? Hai con nữa à? Hai con nữa à? Yeah, một con nữa các bạn ơi. Quay 4/5, không lẽ còn một quay nữa hả ta? Trời, nếu mà lỡ còn một quay nữa mình cũng chơi luôn nha các bạn. Quay cuối rồi sợ bà gì nữa. Còn một con. Lúc nào cũng còn kẹt một con hết. Đây nè, ngu rồi. Ngu thật sự luôn á. Rồi quay 5/5. Quay cuối, quay cuối, quay cuối. Hy vọng là mình nhặt được cái cục đó các bạn. Cái cục thu thú á. Xong qua bên kia đem cái con Velon về. Hôm nay còn 5.000 mà để thua nữa là mình quá tệ. Chim, con chim non của mình nói chung mạnh nè các bạn ơi. Chỉ cần không gặp Gigant là được rồi. Còn với mấy con bình thường này mình không sợ. Năm con nữa. Hai con nữa. Chắc nghi nó nằm ở dưới này. Một con nữa bạn ơi, một con nữa à. Yeah. Kìa, bảo vệ cơm đít rồi nè. Yeah, yeah, yeah. À, mình đã nhận được bàn test replicator.
Vô mánh rồi các bạn ơi. Thôi nhặt mấy cái này thì chi nó nặng. Ây da, mình nhận nhầm cái gì mà nó nặng ghê thế nhờ. Trời ơi, hèn chi gặp những mấy cái đồ quỷ này, hèn chi nặng như đời tới. Yeah. Được thật sự các bạn ơi. Hồi nãy biết gì tôi tăng đam được rồi. Còn gì nữa không cà? Yeah, không uổng công đi chiến này các bạn. Ôi mấy cái đá này, mấy cái foundation này bỏ đi ha, mấy trụ này bỏ đi. Ôi thật ra mấy này mình cũng không cần lắm. Coi còn sót gì nữa không ta. Yeah, thu hoạch lớn. Đó, thật sự đỏ luôn các bạn. Mừng hết lớn thật sự. Rồi bao nhiêu đây được rồi. Mình đã có được những quả cầu thu thú rồi. Thế bây giờ qua bên kia đem mấy con Velon đồ về, bây giờ muốn bắt T-Rex, muốn bắt Spino đồ thoải mái nha bạn. Giờ giải pháp hay thật sự, bản game hay thật sự, kích thích thật sự, đỡ khổ thật sự. Từ đây bạn nào đang xem tới khúc này mà thấy mình nhận được những cái chiến lợi phẩm này vui cùng mình thì nhớ kéo xuống like đăng ký kênh nha bạn, để đón xem tiếp những tập tiếp theo nha bạn. Mình vẫn đang chơi tiếp nha, nhưng mà mình cố gắng bữa nay quay 2-3 tập cho các bạn xem. Cuốn quá mấy ông ơi, series này cuốn quá. Tự lực cánh sinh đúng là nó đã thật sự. Giờ tự lực cánh sinh thấy nó mới hay chứ không. 2000 đam. Ôi phê. Nó phê phê con TT. Rồi. À, đây 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 các bạn, chế đây nè các bạn. Ây da. Rồi. Gì vậy, gì vậy, gì vậy? Quánh chết bà nó. Ừ, cháy. Qua bên đó đi mấy con. Rồi ok, như vậy là cái bàn test replicator này thì mình phải chế ra nha các bạn. Có element, trời ơi không không xong rồi. Còn mấy cái cục này thì xài được 29 ngày. Còn nếu mà chúng ta bỏ tủ lạnh thì như thế nào ta? À, nếu mà bỏ tủ lạnh thì xài được 59 ngày nha các bạn. Tạm ổn, tạm ổn. Vũ khí này như là cầm cái vũ khí này như xuống dưới nước đánh hay sao. Ôi mình có được bánh kem nữa bạn ơi. Bỏ bánh kem vô. Bỏ mấy cái này vô để dành đẹp thú. Đỡ, hết sức đỡ các bạn. Thôi
sướng. Có được cái này cần tới 5.000 metal ingot và element. Như vậy là chúng ta phải nghiên cứu cái phương pháp để mà làm element nữa các bạn ơi. Element là phải chế từ element đất. Chế cái này nè, nó ra được element nè. Hồi nãy mình chưa test đam nữa đó các bạn. Để coi thử đây nha. Cái bản vẽ này thôi bỏ trong này đi. Cái quay nặng nhất là do mình đem mấy cái này. Rồi lấy ba quả cú quả cầu hú hú nha bạn. Nó quả cú vậy. Ba quả cầu hú hú này. Con này là đại bằng chủ hả? Mình chỉ thấy nó sai sai. Mình cần cái con chim non. Điều đại hiệp. Con chim non mình đâu rồi? Rồi. Mình chừng nữa sẽ tăng máu với tăng đam thêm nha các bạn. Nhân vật mình còn yếu quá. Coi coi phải chế thêm một ít mấy cái cây này nữa nè. À mấy cái raplin hút đó các bạn. Để mà mình nãy này nè. Nếu mình có gặp cái con quét rồ thì mình sẽ bắt quét rồ luôn. Rồi hết metal luôn rồi các bạn ơi. Phải đi đập metal thêm thôi. Mình chế mấy cái raplin hút này để gặp cái con quét giò á, mình sẽ bắn mấy cái này đu theo cái con chim nha các bạn. Đu theo cái con chim đại bàng á, rồi mình ra lệnh cho nó gượt cái con quét giò. Này là cái chiêu mà mình học để mà bắt được cái con quét giò á. Rồi bao nhiêu đây là đủ rồi. Nói chung là cứ đem theo dự phòng thôi, gặp quét giò thì chúng ta bắt. Tại vì lần này là mình cũng đi xa rồi đó. À, mình đi qua tới khu sa mạc lần. Đi quanh kia lấy cái con Velociraptor về. Yeah. Nhớ like, đăng ký kênh giúp mình nha. Đó, giờ mình sẽ đi qua bên khu sa mạc luôn. Qua bên kia nếu mà gặp mấy cái trụ cái trụ gì đó. Cái trụ này nè. Này cái trụ này nè các bạn. Cái trụ supply gì đó. Supply crash gì đó. Thì chúng ta chế luôn mấy cái cục thu thú á. Rồi bên đây metal nhóc luôn nè. Ở
Bài toán nói chung là cũng giải quyết được rồi đó, ngon lành rồi đó. Mình giờ còn giải quyết cái bài toán Element nữa. Giải quyết được bài toán Element nữa là chúng ta sẽ có được Robot Med. Tại vì cái bàn test hiện tại giờ là đã có rồi, đúng không? Chúng ta giải quyết cái bài toán Element nữa là chúng ta sẽ có Med. Vài tập sau chúng ta sẽ có Robot Med nha các bạn. Quá đã. Mình qua bên kia mình đem hai cái con Velociraptor về, cái con bắn cung tên đó. Bắn tên độc á, con đó mạnh lắm luôn á, con đó mà cái con T-Rex mà đứng từ xa mà mình mà sử dụng tên độc các bạn. Mình bắn một cái là nhìn là mệt. Nhìn là thấy tội nghiệp con T-Rex luôn. Đồ yếu xì dù. Con nào con lấy nó cấp độ yếu xì. Giờ mình sẽ lặn lội qua tới bên sa mạc. Để coi coi chúng ta còn phải giải quyết cái vấn đề Talia nữa. Ui bạn Talia chưa có học được đâu các bạn ơi, như vậy là mai mốt mà muốn đi qua mấy cái khu vực này là phải sử dụng cái con bay kiểu này nè, bay phê luôn. Rồi chừng nữa mình đi qua bên núi băng mới được, qua bên núi băng bắt mấy con gồng băng á, bay cho nó nhanh chứ dịch chuyển kiểu này lâu quá. Rồi muốn đem thú nhiều qua á, thì mình sẽ đem mấy cái quả cầu thu thú á. Xin xò. Rồi ở đây có cái ống nước này, nó có thác nước. Rồi qua tới khu sa mạc. Ở đây rồi, chắc là mình tạm dừng video này luôn nha các bạn. Giờ mình nghỉ xíu rồi mình quay tiếp tục cho các bạn xem. Mình bay thẳng qua bên kia tìm cái con Velon á, rồi thu nó vô quả cầu đem về đây mới luyện cấp. Hoặc là luyện cấp bên đây luôn cũng được. Mình sẽ luyện cấp bên đây luôn. Rồi xong rồi bắt luôn cái con T-Rex với mà Spino á, lựa con Spino nào cấp độ xịn xịn. À, giờ chúng ta đi bắt ha, nhưng mà mình nghỉ xíu đâu. Mới về tới quê quá. Nghỉ tầm khoảng 15 phút mà mình quay tập tiếp theo cho các bạn xem. Ôi con chim mình mệt rồi. Ây da, trời là trời nó mệt cái nó. Trời trời trời, trời ơi. Phải cà nồi vừa mới té xuống cái mấy này cơ hội thấy ghê các bạn. Cơ hội thấy ghê gớm. Sợ thật sự. Bay lên chỗ nào an toàn tí đi rồi chúng ta chiến tiếp. Thôi hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Nhớ đăng ký kênh giúp mình nha các bạn. Đăng ký kênh, nhấn cái chuông để mà nhận thông báo khi mình ra tập mới nha. 15 phút nữa mình quay trở lại, mình quay tiếp tục tập tiếp theo.